Xin chào tất cả các bác đã quan tâm đến những video chia sẻ về những bộ kệ audio, những bộ kệ chân loa trên video được phát sóng trên kênh Audio 88 này. Và ở trong video ngày hôm nay thì lại chia sẻ đến cho các bác một số những bộ kệ chân loa có những cái kích thước và chất liệu em sẽ chia sẻ ngay sau đây. Đầu tiên thì em xin phép chia sẻ đến cho các bác là một bộ kệ chân loa với cái phong cách trụ bát đấu, em gọi là thân trụ cho là ngắn gọn. Hiện tại đang sở hữu cái kích thước là cả chân đế cao su là 26,5cm các bác nhé, 25,5cm đó. Và hiện trạng đây em quay 4 chiều cho các bác xem, được hoàn thiện là rất là kỹ càng tỉ mỉ, sắc nét từng chi tiết đó. Và với cái bộ kệ này thì em làm theo cái kết cấu như này các bác nhé. Được lắp ghép hộp ở xung quanh đó, và cái mặt của nó được làm khung long ván các bác nhé, được sơn phủ PU và bên trong gia cố rất là chắc chắn, không thể cong vênh đó, không thể cong vênh các bác nhé, rất đảm bảo khi anh em mình sử dụng, rất là chất lượng, rất là ok luôn. Và cái quy trình lắp ráp thì lại vô cùng là đơn giản, thì em đã khoan những cái lỗ vít ở đây, các bác về chỉ việc bắt theo là ok. Đó là cấu kết của bộ này, bộ kệ chân loa này thì hiện tại nó làm được từ chất liệu gỗ sam đào, cao là 25,5 và cái chiều rộng của mặt của nó là một chiều là 32 và một chiều 31 nha, một chiều 32, một chiều 31. Hôm nay em để cho các bác với cái giá cực kỳ là yêu thương và cực kỳ là ưu đãi, giá 3 triệu đồng và em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em, số điện thoại em sẽ để ở phía cuối video. Đó là một bộ kích thước là 1 chiều 31, 1 chiều 32 và được sơn PU với gam màu ốc chó các bác nhá, rất là đẹp. Và tiếp theo thì em lại chia sẻ đến cho các bác cũng một bộ kệ chân loa nữa với kích thước cao hơn các bác nhé. Tùy theo cái nhu cầu của mỗi anh em, ai sử dụng những bộ hàng cao thì cũng có mà hàng thấp thì cũng có các bác nhé. Đây cũng là một bộ kệ em cũng làm từ chất liệu là gỗ xoan đào các bác nhé. Gỗ xoan đào vừa được sơn PU bóng mờ cao cấp với một gam màu rất là nhẹ nhàng, một khỏe khoắn, có thể phù hợp và rất là dễ phối ghép với các tông màu có sẵn trong gia đình của các bác. Và cái bộ này thì nó cũng có cái kích thước là 1 chiều 32, chiều rộng 32 và chiều sâu 31 các bác nhé. Với cái cấu kết thì cũng vô cùng là chính chắc và cũng được em trang bị những lỗ vít đây, các bác về gắn vít với nhau. Đây thì với những bộ này thì em lại làm do nó cái điều kiện nó tùy theo từng bộ để em pha gỗ nên là em cũng bố trí cho nó kết cấu những cái khác nhau. Thì riêng cái bộ này thì em lại làm cho nó là mặt liền các bác nhé. Đó là kết cấu bằng những gắn những tấm liền đó, các bác nhìn thấy không ạ, rất là đẹp đúng không, sơn PU rất là kỹ càng, các bác nhìn các bác biết rồi. Và phía sau để chống vênh chống mo em đã làm những cái bộ cá này các bác nhé, các bác để ý thật kỹ, làm những bộ cá chống vênh chống mo và chỉ giật cấp rất là đẹp cho các bác đó. Và kết cấu cũng là thân trụ được hoàn thiện sơn si 4 chiều đó, rất là đẹp. Và với cái bộ sản phẩm này thì hiện tại là nó đang sở hữu một cái chiều cao như sau. Chiều cao tổng thể của nó bao gồm cả chân chống rung cao su thì nó đang sở hữu kích thước là 39cm các bác nhé, 39cm. Và ở trong video này với cái sự ưu đãi đặc biệt em cũng xin phép chia sẻ luôn cho các bác là giá là 3.200.000 đồng, em cũng bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Đấy. Và tiếp theo em xin qua một cái bộ kệ thứ ba. Một bộ kệ thứ ba thì có một cái kích thước thì khá là lớn các bác nhé.
và rất là nặng. Rất là nén và rất là nặng. Em phải để lên giá quay này cho các bác nhìn cho nó rõ. Đó. Với cái bộ kệ này thì kích thước bề rộng của nó rất là rộng, rất là to, cao. À to, chứ không cao. Bộ này thì nó sở hữu là kích thước là 42 và một chiều là 39 các bác nhé. 42 và 39 cũng từ chất liệu là gỗ xoăn đào, trang bị chân chống rung cao su. Và nếu dùng chân hợp kim hoặc chân inox là tùy theo cái nhu cầu của các bác nhé. Đấy, đầy đủ logo. Đó, và được làm rất là kỹ thuật sắc nét các bạn. Rất là kỹ thuật sắc nét. Các bác có thể nhìn thấy từng góc cạnh của nó. À, em xoay cho các bác xem. Ờ, cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp. Những cái đó là những cái bụi em chưa nào có nhìn thấy là thế, còn tất cả hoàn thiện rất là kỹ càng, rất là đẹp. Với cái bộ sản phẩm này thì bình thường là hàng đặt theo yêu cầu thì em làm với một cái mức giá thì nó cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở trong cái video này thì em cũng chia sẻ cho các bác là một cái giá kịch sàn kịch kim luôn. Giá để cho các bác là giá 3,5 triệu em bao ship toàn quốc. 3,5 triệu em bao ship toàn quốc các bác nhé. Tất cả các bác nào quan tâm đến ba bộ kệ chân loa này thì liên hệ trực tiếp với em Lợi qua số điện thoại 0978617323. Em xin phép nhắc lại 0978617323. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin cảm ơn.